nhức hết cả đầu. Ủa, trên mạng anh chính đang ầm nhau kia kìa. Chả biết cái Tết này nên lì xì kiểu gì. Người thì nói là vẫn giữ lại cái truyền thống cũ lì xì bằng tiền mặt. Người thì bảo năm nay lì xì bằng kẹo bánh cho trẻ con có ý nghĩa. Chả biết kiểu gì cả. Thế bà vào đây rồi. Nhiều đồ thế. Đây, thấy à, giới thiệu cho chồng nhá. Nhìn đây này, vợ mua đây này. Thì bây giờ nhá, vợ hỏi chồng này, có phải là truyền thống trước đây là mọi người hay lì xì bằng tiền mặt đúng không? Thì trẻ con rất vui đúng không? Nhưng mà ngày xưa ấy, lì xì 1-2.500 đồng ấy, mà ngày xưa nó rất là có ý nghĩa, rất là vui và mang tính tượng trưng, nhưng mà vẫn có cảm giác hào hứng. Nhưng mà bây giờ lì xì có khi cả triệu đồng vẫn làm cho trẻ nhỏ chưa được vui lắm. Hoặc là nó có một cái sự ghen tị, hoặc là so sánh về mệnh giá, nó mất đi cái ý nghĩa của cái người lì xì. Thấy chồng thấy đúng không? Chính xác đấy. Mà lì xì nhiều, có nhiều người nhá, lương thì thấp, lì xì nhiều thì không được. Mà lì xì ít thì lại thấy ngại. Cho nhiều khi có người còn không dám đi chúc Tết luôn. Đúng không? Đúng. Thế bây giờ bài toán là phải làm như thế nào để lì xì mà trẻ vui mà là ý nghĩa, nhưng vẫn sáng tạo và thú vị. Và làm cho trẻ có cảm giác là rất là happy. Thế bây giờ nhá, vợ hướng dẫn chồng nhá. Để chồng làm cùng. Đây, chồng làm đây, đây là đây. Hay quá nhỉ. Chồng thấy không? Đây là một cái túi. Thì cái túi đựng như thế này, mình có thể lên trên mạng, lên Shopee mình có tìm cái gì cũng được, có nhiều loại. Thì bây giờ em cứ lấy một cái túi tượng trưng. Thì cái túi này nó sẽ có một cái dây để thắt như thế này đúng không? Thì những cái đồ ví dụ như em giới thiệu nhá. Trẻ nhỏ có thích bóng bay không? Có, thích. Thích bóng bay. Đây được chưa? Bây giờ chồng cho vào đây thì. Okay. Đó. Đấy nhá, rồi vợ giới thiệu này. Chúng ta có thể mua rất là ra khu đồ chơi để mua những cái đồ sáng tạo. Ê, mọi người nhìn thấy cưng chưa? Đây nhá, 34.000 mà được 6 chiếc thì có nghĩa là một chiếc là chưa đến 6.000. Tùy theo, tối đa nhất nên một cái túi khoảng độ 50.000 thôi. Còn lại thì cứ từ 50.000 trở xuống. Thì mọi người có thể tùy sự sáng tạo. Ví dụ như là một túi này đã là 25.000 rồi. Với một bé nữ đúng không? Bé nữ mà được có những cái này cưng nè. Rồi có thể thêm một cái kẹo dai dai. Được không? Rồi thì đây có ba cái kẹo này. Đây có cả mút nữa kìa, thêm cả mút. Kẹo mút đây, thích luôn. Đây nha, ba cái kẹo như thế này. Mình có thể mua cái kẹo đó gì đấy. Tùy mỗi người nhá. Đây có thể là kẹo gì, đây là một cái kẹo mút trẻ cũng rất thích nè. Được không? Bây giờ chồng gói nó vào. Cái chồng này mua. Đưa cho em tặng cái này đây. Thế không? Rồi bây giờ nhá. Được chưa? Xin chào con, chúc mừng năm mới nhá. Cô có món quà tặng cho con này. Ồ, cảm xúc thế nào? Ai anh thử tặng cho em. Chào con. Chú có một món quà rất là đặc biệt năm nay. Chú nhân dịp năm mới tặng con để con thêm tuổi mới. Con hay ăn trong nhớn nhá. Dạ. Xinh đẹp nhá. Dạ. Đáng yêu nhá. Dạ. Thông minh nhá. Dạ. Trí tuệ nhá. Dạ. Tặng con. Đưa quà đi, đưa mà nói mãi không đưa luôn. Đấy. Ôi ôi. Sao nặng thế vậy? Ôi trời ơi, sao nặng thế. Mở ra. Ôi sẽ biến chuyện đi đâu đó để mở. Thích chưa? Khám phá. Khám phá. Để con rất thích khám phá. Con biết tưởng tượng một cái lì xì. Sẽ bỏ ra. Lì xì cho con này. Lúc nào cũng chỉ để ý xem là bao nhiêu tiền thôi. 20.000. Buồn không? 50.000. 200. Cũng được. 500. Ui, nhiều thế nhỉ? Xong người khác lì xì cho mình một cái tờ ít tiền lại. Cái bác này lì xì, tí lì xì. 20.000, 10.000 này kia đúng không? Sự so sánh nhưng mà sự so sánh rồi làm cho cái tình cảm nó làm đi mất đi cái ý nghĩa, đúng không? Và làm cho trẻ nó thấy chưa? Một cái này. Ôi trời ơi, cảm giác thích chưa? Nếu mà như thế này. Một bé nữ này, ui kẹo kẹo này đúng không? Ui bóng bay nữa này. Ui kẹo dai dai này. Ui kiểu gì cũng ăn được, kiểu gì cũng có đúng không? Có rất là nhiều cái ý tưởng. Mọi người có thể có những ý tưởng tuyệt vời hơn, tốt hơn thì mọi người có thể làm. Nhưng bất kể một cái gì, thạch này, cái gì cũng được, kẹo, kẹo mút rồi các thể loại, bánh này kia. Đấy là một cái quà Tết rồi đúng không? Nhưng mà mình cho con mỗi thứ nó nhỏ nhỏ một chút xíu, nó tăng sự sáng tạo cho trẻ nhỏ, mà có thể trong đó vẫn học được bài học gì đó chăng. Rồi, còn bây giờ em có một ý tưởng nữa là để chia sẻ cho cái cách mà
bố mẹ cũng nên lì xì cho con như thế nào mà con nó cảm thấy cực kỳ ý nghĩa. Ừ. Thế bây giờ đầu năm mới đúng không? Thì em sẽ có một cái gì, một cái danh thiếp như thế này để bố mẹ nên viết những lá thư để gửi cho con mình vào đầu năm. Ví dụ Hà Nội ngày tháng năm, gửi con trai yêu dấu của ba, hay là gửi con gái yêu dấu của mẹ, gửi công chúa, gửi cái tên gì gì đó đúng không? Đầu xuân năm mới ba chúc con luôn mạnh khỏe này kia, ba ghi nhận con những sự nỗ lực rất là lớn mà năm 2022 con đã đạt được, con là một đứa trẻ rất khỏe mạnh, rất là thế này thế kia rồi sẽ khác. Năm 2022 ba hay mẹ chúc cho con thật nhiều sức khỏe và đạt được cái tiêu chí này là cái này cái này kia, và ba rất là yêu con, rất là tự hào về con trai của ba. Ba ghi nhận mọi thứ thuộc về con và chấp nhận mọi thứ thuộc về con, và đánh giá cao sự nỗ lực ở trong con, và dù vô tình hay cố ý thì ba đã có vô tình làm tổn thương con thì làm ơn con tha thứ cho ba nhé. Ba yêu con rất nhiều và ba rất là biết ơn vì con đã đến với cuộc đời của ba mẹ. Con thực sự là một món quà tuyệt vời dành cho ba mẹ, yêu con rất nhiều. Chồng ký tên ngày tháng vào đó. Thế thì đứa trẻ này khi nó đọc được sẽ cảm thấy thế nào? Thật sự rất là xúc động. Rất xúc động, rất bởi xúc động. Vì cái thứ ấy, bình thường này thì ba mẹ sẽ cũng có những nhà họ sẽ tặng tiền cho con mình, hoặc có khi là chỉ lời chúc thôi. Thế thì thay vì thế, một như thế này, một lá thư như thế này đúng không? Một cái danh thiếp như thế này. Sau đó mình đặt vào đây, mình viết, viết thực sự tâm huyết đi. Sau đó với những ba mẹ nào mà đã có cháu rồi thì hãy chịu khó viết từng lá thư cho từng đứa con của mình. Đấy cũng là khoảnh khắc mà mình nên dành thời gian để chiêm nghiệm lại mọi thứ và ghi nhận lại những điều tốt đẹp và nỗ lực của con mình trong suốt một năm qua. Và trong một bức thư đó chỉ nói về những lời yêu thương ghi nhận thôi, và sang năm mới chúc cho con thế này thế kia, ba tin tưởng và tự hào về con, thì đứa trẻ nó sẽ xúc động, nó sẽ ghi nhớ mãi cái điều này. Đúng rồi. Và nếu có cháu rồi thì mình cũng lại viết những cái lời nói đó, và sau này những đứa cháu đó mỗi một năm nó lớn lên, sau này ông bà có mất đi, mỗi một năm nó lại dò ra đây là năm 2023 này, ông đã gửi gắm vào chúc Tết này, đúng không? Nó giống như là chủ tịch nước ấy, cứ giao thừa lại đọc một cái bức thư. Thế thì tại sao chúng ta không làm như thế nhỉ? Đúng, em thấy nó rất là ý nghĩa. Thế ông bà hay là bố mẹ khác gì chủ tịch nhà đâu. Thế thì thay vì thế, viết từng dòng chữ ghi nhận từng đứa con, từng đứa cháu như thế, có phải là ý nghĩa hơn tiền bạc không? Mà vui, đúng không? Thì đấy, em thấy như thế, anh thấy được không? Rất tuyệt vời. Đấy. Còn thì đối với con cái cũng nên viết những lá thư nói về lòng biết ơn, công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, và nói những lời xin lỗi chân thành tới cha mẹ trong một năm qua, và cũng biết ơn tất cả những gì cha mẹ đã làm cho mình. Sau đó hứa sang một năm mới 2023 con sẽ thế này, con sẽ thế kia, để đền đáp công ơn của cha mẹ. Con cảm ơn cha mẹ đã sinh thành ra con. Này khác cũng một lá thư đầy xúc động, và trong đó anh thấy rất là quá tuyệt vời, đúng không? Đọc được đấy. Còn thì một đối với rất là tuyệt vời cho Tết năm 2023 này. Đúng rồi. Ý nghĩa. Đúng không? Từ những năm sau là mình cứ làm như thế, mỗi một năm một lá thư như thế thì có phải là tuyệt vời không? Còn đối với trẻ nhỏ thì chúng ta nên có những món quà nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Nên dưới 50.000 hoặc là tùy bao nhiêu, nhưng cũng không nên nhiều tiền quá nhé. Nhiều tiền quá lại sinh ra tâm tham cho trẻ nhỏ, mà nó chỉ là nhỏ nhắn nhưng mà ý nghĩa vào. Và trẻ nhỏ nó rất thích những thứ mà nó kiểu mang tính chất sáng tạo, nhẹ nhàng. Và nó càng nhỏ càng tốt, và nó đi sâu vào tâm lý của nó, và nó cảm thấy thú vị, sáng tạo. Đó, đúng không? Nếu như vợ chồng thì sao? Vợ chồng cũng nên viết cho nhau một lá thư chứ, đúng không? Đấy, một lá thư. Năm nay em sẽ viết cho anh. Năm nay á, em cũng sẽ viết một lá thư như thế này. Đấy, em gửi tặng cho anh vào ngày mùng 1 Tết, đúng không? Anh sẽ viết cho em. Anh cũng viết cho em, đúng không? Còn riêng ngày mùng 1 anh không cần phải tặng quà gì cho em cả.
vườn hoa nhà em nó nhiều rồi, em không cần phải tặng hoa cho em đâu nhá. Hoa cả vườn. Hoa cả vườn. Em thích thì em hái, nhưng mà đầu xuân em không có hái hoa, các loại hoa khác đâu nhá. Cái thông điệp này sẽ lan tỏa đến khắp mọi nơi. Đúng rồi, thì các bạn tùy hướng Việt nhé, nhưng mình sẽ cùng nhau lan tỏa ra cộng đồng xã hội để hướng tới một cái Tết đoàn viên. Chúc các bạn có một cái Tết thật đầm ấm, vui vẻ các bạn nhé. Xin chào các bạn. Xin chào.